Hai bàn tay của em như hai con bươm xinh xinh. Khi em giơ tay lên con này, con này, con này, con thích chít chít. Ô, thích chít chít. Con này, con nó múa mơ 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 cho quá. À, yêu chế. Yêu quá em. Cậu xem cái mũ bà Hằng cho nữa là tuyệt vời. À, chuẩn bộ luôn. Yêu chế. À. Cười sướng sướng. Nó ngồi trên xe đẩy mãi nó chán. Em con ngoan quá nhỉ, con ngẩng mặt lên mẹ xem công chúa Trinh của bà đâu. Công chúa Trinh của bà đâu à? Con ngẩng mặt lên nào, múa nào con. Hai bàn tay của em nào. Cẩn thận, không chợ bà yêu. Trời ơi, tóc bết chỉ chịt vào. Chưa đến 30 độ mà tóc đã bết chỉ chịt. Ôi giời, giỏi quá con, giỏi. Ôi giời. Hướng dẫn viên đấy, con ngoan nhắm ấy. Ừ. Đấy, đấy chỉ. Yêu nhắm ấy. Ôi giời, chỉ. Đi xe rượu. Sao thế là quá trời. Sắp đi rồi. Quá trời nhỉ. Kiểu này tháng nữa là để mới đi rồi. Sinh nhật là đi trọi đấy nhỉ. Nhún. Ôi giời, nhún. Mua yêu chế. Ôi, quét cái tí, tôi